I don't know. I don't know. Better, high five. Good job. Okay. Ok, cả nhà mình ơi, nhà mình giúp cô luyện nói hai câu trên bảng nhá. Câu số 1 là câu này bảo anh nhá. I don't know. Ôi dồi ôi, chuẩn tiếng Lào em ơi. Nào, nhớ giúp cô mình sẽ không phát âm là don't. Một, đó là không có âm O trong bảng IPA. Thứ hai là âm T này mình sẽ không gì nhỉ? Không phát âm, tức là âm này sẽ bị câm. Vậy cô sẽ nói, nào, thành I don't know. Ok, got it? Thử này, I don't know. I don't know. Everyone, I don't know. Nắng lượng lên nào bà anh ơi, thử nào. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Better, high five. Good job. Okay, move on to the second. Cô mời Linh bé nào. I didn't know. Very good. Chuẩn tiếng Lào tiếp em ơi. Bây giờ mình sửa cho chuẩn tiếng Anh nhá. Rồi, làm sao nói cho đỡ mệt này. Mình sẽ nói không nói là I didn't know. Mệt lắm. Mình sẽ nói là I didn't. I didn't know. Nè, thử cho câu nào. I didn't know. I didn't know. Yeah, I didn't know. I didn't know. Good job. Ok, vậy chốt lại. Don't sẽ phát âm là don't. Và didn't sẽ phát âm là didn't. Ok. Oh. Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.